mọi người, hôm nay là một chiều cuối tuần nắng rất là đẹp và trời cũng hơi se se lạnh nữa, thì Ni dắt em Ki Béo đây đi công viên chơi. Thì cái công viên này ở bên quận 7, ở chỗ gần hồ Bán Nguyệt đó mọi người. Thì cái chỗ này á, nó rất là rộng nè, với cả là cũng nhiều chó nữa. Thường cuối tuần á, là sẽ có rất là nhiều bạn dắt chó ra đây chơi. Lâu lắm rồi thì chưa có dắt Ki Béo đi chơi á, cho nên là hôm nay thì muốn cho nó dễ khoe một xíu. Rồi bây giờ thì mọi người đi cùng với Ni nha. Hôm nay đi là buổi chiều á, thì mới có 4 giờ cũng còn hơi nắng, cho nên là cũng không có nhiều chó lắm. Nếu như mà mọi người đi vào buổi chiều tối á, có chừng 6-7 giờ cuối tuần á, thì nó sẽ có nhiều chó hơn. Tại vì chủ yếu á, là người ta sẽ dắt chó đi vào buổi sáng sớm nè, hoặc là buổi tối thôi. Chứ giờ này thì nó cũng hơi lỡ cỡ chút xíu á. Nhưng mà tại vì hôm nay thì trời rất là mát, cho nên là Ni mới quyết định đi vào buổi chiều như thế này. Bây giờ thì Ni đang ngồi đợi để mua nước cho Ki. Nãy giờ đi cũng hơi nhiều rồi, nó đã bắt đầu mệt rồi đó. Mọi người coi nè, nó nằm xả lai luôn. Và cái con này á, khi mà nó đang mệt đó là mình đừng có nằm ngồi gần nó, mà mình phải ngồi xa nó như vậy nè. Chứ mình ôm nó là nó không có chịu đâu. Trời tội nghiệp quá à, chắc là khát nước vậy lắm phải không? Hồi nãy giờ đi mua nước rồi nhưng mà đi để quên trong cốp xe á, xong rồi để ngoài bãi giữ xe luôn. Đó, cho nên là bây giờ đi một đoạn đường dài rồi mới hả? Quay lại bãi giữ xe lấy nước cho Ki uống nè. Con Ki nó như con cá vậy mọi người, nó thiếu nước một xíu thì nó chịu không có được, uống trên tay kìa, đi xuống dưới đó. Trời đất ơi. Rồi khỏe rồi nha, đi chơi tiếp không? Tối nay thì Ni đi ăn ở Hanilao. Hồi nãy á, quyết định hơi trễ cho nên là mình đặt bàn trễ á, thành thử là họ không có nhận đặt bàn mà họ kêu mình đến để mà phát cái số ngồi đợi. Thì hồi nãy Ni đến hồi lúc 6 giờ 15 á, thì cái số nó là đang là 19. Và Ni thấy là mấy cái bàn nhỏ cũng nhanh lắm á mọi người, chỉ có mấy cái bàn lớn á, thì mình sẽ đợi hơi lâu chút xíu thôi. Bây giờ thì đang ngồi ở ngoài chờ một xíu. Thì sau 40 phút thì đã có bàn rồi mọi người. Tại vì hôm nay là cuối tuần á, cho nên là quán hơi đông chút xíu, mình phải đợi. Chứ bình thường Ni nghĩ là chắc nhanh hơn á, tại vì tính ra là cái lượt kêu á cũng khá là nhanh so với nó tưởng tượng. Mọi người, hồi nãy thì Ni mới vừa quay xong cái background để quay video nè. Thành thật mà nói thì Ni thích để coi mấy cái mà nó bự bự, kiểu cây thông cây ơ đổ, nhìn nó sẽ có không khí hơn. Tuy nhiên là như mọi người cũng thấy cái không gian này nó hơi bị hẹp, cho nên là Ni chỉ có thể trang trí một cái dây nho nhỏ để mà cái video của mình có không khí hơn thôi. Thì hôm nay Ni cũng có một xíu thời gian rảnh, cho nên là mình ngồi tâm sự với nhau một xíu nha. Không biết mọi người thì sao, nhưng mà tháng 12 là một cái tháng mà Ni đặc biệt yêu thích trong năm. Ngoài trừ cái tháng này là cái tháng sinh nhật của mình nè, thì nó cũng là một cái khoảng thời gian mà Ni cảm giác là mọi người hân hoan hơn, tâm trạng vui vẻ hơn, cũng như là kiểu mình có mood làm việc hơn á. Và đó cũng là lý do mà mọi người thấy là bữa giờ Ni quay vlog hơi nhiều. Một phần á là bởi vì tháng này thì Ni cũng có nhiều công việc hơn bình thường một xíu, với cả là cái không khí trong tháng 12 á làm cho mình có cảm giác là mình muốn quay vlog với mọi người. Mặc dù Ni biết vlog là cái chủ đề mà ít người xem nhất trên cái kênh của Ni nè, nhưng mà thật sự Ni rất là thích quay vlog của
cũng như là edit vlog. Mỗi một cái vlog được xuất ra thì Ni cảm thấy là Ni có thể gần gũi với mọi người hơn nè, cũng như là Ni muốn chia sẻ cho các bạn một ngày Ni đã làm những cái việc gì một cách chân thật nhất, không make up nè, không kịch bản, cũng không cần phải đầu tư quá nhiều như là những cái video make up khác. Mà dù vậy nhưng mà tất nhiên là Ni cũng sẽ không quên công việc chính của mình, đó chính là sản xuất ra những cái nội dung về make up và skincare thật là hữu ích nha mọi người nè. Tuy nhiên bên cạnh những cái video make up và skincare thì Ni cũng hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ vlog của Ni nha. Và nếu như mọi người muốn Ni cần cải thiện điều gì trong cách quay cũng như cách edit đó, thì có thể comment ở bên dưới góp ý cho Ni biết với nha. Chiều nay thì Ni sẽ có hẹn đi ăn với nhóm bạn thân, thì hôm nay mọi người sẽ tổ chức sinh nhật cho Ni nè. Rồi mọi người, hồi nãy trước khi make up thì Ni đã bấm quay rồi, nhưng mà do ngáo đá chưa có bấm đúng cái nút cho nên là nãy giờ nó không có quay gì hết trơn á. Sau khi mà Ni phát hiện ra thì Ni đã làm xong cái nền với cái chân mày rồi. Ok, bây giờ thì Ni sẽ tiếp tục vào những cái phần khác nha. Sau khi mà đã xong nền với chân mày rồi thì bây giờ Ni sẽ tiếp tục đánh mắt ha. Thì sẵn hôm nay thì Ni muốn khoe cho mọi người một cái bộ sản phẩm mà Ni mới nhận được từ nhà MAC. Thì đây là cái bộ sưu tập mà MAC collab với lại Lisa mọi người. Những cái sản phẩm này thì cũng không có mới đâu, đều là những cái sản phẩm của MAC từ xưa tới giờ thôi, nhưng mà họ sẽ thay đổi cái packaging màu tím liệm như vậy nè. Trời, nhìn dễ thương ha, ở ngoài nhìn xinh hơn ở trong video luôn á mọi người. Rồi cho nên bây giờ Ni sẽ test thử cái bộ sưu tập này luôn nha. Hôm nay để mà đơn giản với cả là nhanh á, cho nên là Ni sẽ dùng luôn cái phấn má để mà đánh mắt. Thì cái màu này là màu Melbourne nha mọi người. Đây là một cái màu mà nó là màu cam da, nó hơi pha một xíu màu hồng ở trong đó. Nó rất là dễ sử dụng luôn, và các bạn da ngăm thì cũng yên tâm là có thể sử dụng được cái màu này. Chất lượng phấn má của MAC thì đỉnh từ xưa tới giờ luôn á mọi người. Kiểu giống như là cái màu ở trong như thế nào là lên mặt mình nó sẽ y chang như vậy luôn, không hề khác một xíu nào hết. Và màu lên cực kỳ chuẩn, vừa apply lên một lớp thôi là nó đã rất là đậm màu rồi. Ok, sau khi mà đánh cái màu này xong thì Ni sẽ dùng cái màu nâu trong cái bảng tạo khối của Focalure nè, để Ni nhấn vào cái chỗ đuôi mắt, nhìn cái đuôi mắt của mình nó sâu và nó sắc sảo hơn. Cuối cùng Ni ăn tối muốn nổi bật hơn cho nên là Ni sẽ dùng cái màu nhũ kim tuyến của Clavu để mà đánh ở giữa cái bầu mắt nha. Nếu như nàng nào là fan của các thể loại nhũ mắt nè, kim tuyến nè, bling á, thì thật sự rất là nên thử qua cái em nhũ của Clavu này luôn á. Thật sự nói không ngoan, nhưng mà cho tới thời điểm hiện tại á, thì Ni chưa thấy cái loại nhũ Hàn Quốc nào mà nó có thể qua được cái em này. Sau khi mà đã đánh mắt xong rồi thì Ni sẽ tới bước kẻ mắt. Cái eyeliner này của MAC là nổi tiếng từ xưa tới giờ luôn á mọi người. Thì hôm nay á, hãy chỉ đổi cái vỏ là collab với lại Lisa thôi, chứ cái chất lượng bên trong á thì dường như là không thay đổi gì cả. Màu mà Ni chọn hôm nay á là một màu nâu. Thì một cái điểm mà Ni thấy đặc biệt á là cái màu nâu này của MAC á, nó đúng là kiểu nâu luôn, chứ nó không có bị nâu đen như là những cái hãng Âu Mỹ khác. Với cả cái cây MAC này là nó giữ màu rất là lâu, hôm bữa Ni đánh dường như là từ sáng cho tới chiều tối luôn á, nhưng mà nó không có bị trôi đuôi nào, cũng như là không có bị lem, không có bị xê dịch gì hết trơn á, chỉ có là ở gần cái khóe mắt của mình á, kiểu nó hơi ướt á thì nó hơi bị trôi nhẹ cái phần đó thôi. Sau khi xong phần mắt thì Ni sẽ đánh má hồng bằng cái màu mà hồi nãy mình dùng để đánh mắt luôn. Dạo này Ni rất là thích đánh cái kiểu má hồng mà ở gần cái đuôi mắt như vậy nè, giống như là đuôi jean vậy đó. Cái kiểu này thì cảm giác là mình sẽ trẻ trung hơn á mọi người. Ok, và cuối cùng thì mình sẽ đến với son nha. Thì hôm nay Ni sẽ mix hai màu son của nhà MAC luôn. Đầu tiên á, cái cây màu nền Ni sẽ dùng cái màu Moon X Over này nè. Trời ơi, đây là một cái màu mà cực kỳ hot luôn á mọi người. Thì nó là một cái màu mà hồng gam da. Đây là một cái màu MMBB rất là nhẹ nhàng nè, mình có thể đánh hàng ngày cũng được. Nhưng mà để mà làm son base, để mà đánh những cái son màu đậm ở trong lòng môi đó, thì càng tuyệt vời hơn nữa. Vậy nên là Ni sẽ nhấn một cái cây màu đậm ở trong lòng môi để nó nổi bật hơn nha. Thì mã màu của cây này là Fresh Whiskey. Thì đây là một cái màu đỏ hồng, nhưng mà nó thiên hồng nhiều hơn á. Khi mà mình đánh màu nhạt á thì màu hồng nó sẽ hiện lên hơi rõ. Nếu như mọi người muốn nó là cái màu đỏ thuần như cái vỏ luôn á thì mình phải đánh nó hơi đậm một xíu nha. Và đây là thành quả sau khi mà Ni đã phối hai màu lại với nhau. Thì dạo gần đây Ni rất là thích cái kiểu đánh son này, khi mọi người mix hai màu son lại với nhau thì nó sẽ tạo ra một cái màu khác. Đôi khi thật sự là mình không cần phải mua cái cây son mới luôn á mọi người. Bình thường á, khi mà đi ra ngoài hay là đi chơi với bạn bè thì Ni cũng make up lẹ lẹ vậy đó. Tại vì là miếng ngồi tô tô vẽ vẽ đó mọi người, cho nên nó là một buổi make up của Ni thì nó chỉ tầm có 15 phút thôi. Tại vì Ni luôn cố gắng tối giản hết các bước có thể. Ok, bây giờ thì đợi một xíu Ni sẽ dắt mọi người đi ăn sinh nhật chung với Ni nha. Mới vừa tới quán này thì cái quán này á là trước giờ Ni chưa có ăn, với cả là mấy bạn cũng chưa có ăn qua, nhưng mà do hôm bữa là mình thấy review ở trên TikTok thì thấy là bạn đó đi ăn cũng ngon á, cho nên là mới đến đây ăn thử. Cái không gian quán khá là thoải mái và mát mẻ mọi người, tại vì nó là kiểu ở ngoài trời.
muốn không? Cuốn không? Không, muốn. Thôi vậy thôi, bỏ áp chảo nhúng trứng luôn. Đây là món tôm sốt Thái. Thì theo Ni biết cái món này là món best seller ở đây. Ni thì không có ăn được đồ sống mà ngoài cá hồi á, thì hôm nay cũng là cái bữa mà ăn thử để xem thử là nó như thế nào nha. Và món này là món gỏi sò huyết. Hồi đầu Ni tưởng cái đó là sò huyết sống luôn, nhưng mà nhìn chung là thấy nó cũng hơi chín chín đó, nhưng mà kiểu chắc là tái mọi người. Sinh nhật của Ni nè, thì bữa giờ đi chơi với bạn bè cũng nhiều rồi, cho nên hôm nay thì Ni có một cái buổi tiệc nho nhỏ với gia đình, gọi là buổi tiệc thôi chứ thật ra là một cái bữa cơm mà có đầy đủ anh chị em mà thôi. Thì hồi trước á, mỗi lần mà tới ngày sinh nhật á thì rất là háo hức để mà rủ bạn bè đi ăn, đi chơi, đi bar, đi pub này kia, nhưng mà khoảng 1-2 năm đổi lại đây á thì Ni chỉ thích một cái ngày sinh nhật ấm cúng ở bên gia đình của mình thôi, chứ không có còn thích mà đi ra ngoài chơi rồi phải đãi đằng thật là lớn hay là tụ tập bạn bè nữa. Ở trên tiêu đề Ni ghi sinh nhật tuổi 18 vui vui cho mọi người lít vô vậy thôi, chứ thật ra năm nay thì Ni đã 27 tuổi rồi. Rồi hồi sáng nay á, lúc mà Ni xem cái kỷ niệm ở trên Facebook, cái mục mà ngày này năm trước á, thì Ni thấy là cái năm 2011, cách đây 10 năm, năm đó là Ni 17 tuổi, thì Ni có ghi một cái status là Happy birthday tuổi 17, kiểu như là tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, hoặc là trẻ khỏe và đẹp nha. Xong mình chợt nhận ra là đã 10 năm trôi qua và năm nay mình đã 27 tuổi rồi. Trời ơi, thời gian trôi qua rất là nhanh luôn á mọi người. Và càng lớn á, mỗi khi mà tới cái ngày sinh nhật á, mình chỉ cảm thấy là mình già đi thôi à, chứ không phải là còn cái cảm giác mà háo hức như là hồi nhỏ nữa. Tuy nhiên sinh nhật vẫn là một ngày rất là ý nghĩa và hạnh phúc, cho nên là chúc Ni tuổi mới càng ngày càng thành công hơn và có thể sản xuất ra thật là nhiều nội dung hay ho cho các bạn xem nha. Giờ là sức khỏe nè, làm ăn càng ngày càng phát triển lên nè, nghe không? Làm gì đâu phát triển nữa nha. Đâu có, nó cũng làm ăn vậy, nó mua bán làm ăn, nó cứ dạy học dạy rồi vậy nè. Bà cứ đọc cho con nè. Bây giờ thì cũng tối rồi, Ni mới vừa dọn dẹp xong và mọi người thì cũng đã về hết rồi. Một ngày sinh nhật của Ni á, tính ra nó cũng trôi qua như một ngày bình thường thôi, chủ yếu là mình ăn uống với gia đình nè, cũng như là anh em sẽ tụ họp nhiều hơn. Do Ni là một người sống hướng về gia đình nhiều hơn, cho nên đối với Ni á, trong ngày sinh nhật á, chỉ cần có gia đình nè, bạn bè cũng như là những cái người mà mình yêu thương ở bên cạnh đó là vui rồi, chứ không có cần mà những cái gì mà nó cao sang quá đâu. Ok, và cuối cùng cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối cái vlog này của Ni nha. Hy vọng là mọi người sẽ có những cái giây phút thật là chill ở cái lớp này. Bây giờ thì chào tạm biệt cả nhà và chúng mình sẽ cùng gặp lại nhau trong những video lần sau. Bye bye.